Video này được tài trợ bởi 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang unisex cao cấp trên gian Shopee Mall. Thông tin chi tiết ở phần sau video. Đây là bộ phim kể về thám tử Hercule Poirot và một trong những vụ án nổi tiếng nhất của ông. Ông đã phá án thành công dựa vào mắt quan sát tinh tế, lập luận sắc bén và 180 tiếng đọc đắc nhân tâm, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Đây là Hercule Poirot, thám tử hàng đầu thế giới. Ông dành một nửa thời gian của mình để phục vụ công lý và một nửa còn lại để bị ám ảnh cưỡng chế. Ông tin rằng mọi thứ nên cân bằng, nếu ông nhỡ đạp phải cớt, ông sẽ đạp nốt chân kia cho đều. Poirot hiện đang ở Jerusalem để điều tra vụ mất tích của một thánh tích. Nghi phạm bao gồm ba ông giáo sĩ từ ba tôn giáo khác nhau. Trước đám đông, Poirot rỗng rạc tường thuật lại vụ án. Ba giáo sĩ đã gặp nhau trong tòa thánh để bàn chuyện và sau đó, chiếc thánh tích vô giá đã biến mất, khả năng trộm đột nhập là không thể. Ba ông giáo sĩ thì cũng yêu nhà thờ như mạng sống, vậy thì ai có thể là thủ phạm chứ? Câu trả lời là Anser và là tên tránh thanh tra cảnh sát. Poirot suy luận ra tất cả chỉ từ một vết nứt trên tường, thủ phạm liền bị tóm. Thánh tích được tìm thấy trong văn phòng của hắn. Case closed. Sau khi phá án, Poirot giờ chỉ còn chờ lên tàu, đi nghỉ dưỡng ở Istanbul. Nhưng vừa xách ba lô lên và đi đến nơi thì ông đã nhận được một tin nhắn báo phải về London có công chuyện. Thôi thì đằng nào ông cũng chưa dỡ đồ. Tình cờ làm sao, ông gặp một người bạn vòng niên là Book, giám đốc một công ty đường sắt. Anh liền mời ông một chỗ trên tàu tốc hành phương Đông. Thay vì đi vòng vèo thì lên đây xuyên thẳng qua dãy Alper. Trên chuyến tàu này toàn những hành khách kỳ lạ đến từ nhiều nơi và nhiều tầng lớp khác nhau. Trở lại với Poirot, ông bắt gặp Johnny Depp cũng đang ở trên tàu. Nhìn phong thái của Johnny Depp cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà cái mắt anh lươn, cái mi anh hí không phải cái nét của người thiện lương. Depp muốn Poirot làm vệ sĩ cho hắn lúc trên tàu vì hắn vừa nhận được một bức thư nặc danh dọa giết. Poirot từ chối, phần nhỏ là vì ông biết tên này làm án bất chính, phần lớn là vì ông không ưa cái bản mặt của hắn. Đêm hôm đó, khi Poirot đang nằm trên giường vừa đọc truyện vừa cười hi hí thì bỗng bên ngoài có tiếng động lạ. Poirot thò đầu ra ngoài cửa hóng biến thì thấy nhân viên xe lửa gõ cửa hỏi xem phòng Johnny Depp có chuyện gì, nhưng chỉ nhận được lời thì thầm bảo không sao. Vài lần nhốn nháo nữa, ông thấy một người phụ nữ mặc áo thêu rồng chạy ngang qua hành lang. Poirot khó chịu dần đều thì trong cái khó lại ló cái eo, một trận tuyết lở làm đoàn tàu chật bánh ngay giữa đường qua dãy núi Alper. Book vội cố trấn an các hành khách, anh bảo mọi người cứ yên vị, ai ở đâu thì yên đó, đồ ăn thức uống ở đây đầy đủ cả, cứ ngồi yên là sẽ có người đến cứu hộ. Những tưởng chuyện chỉ kết thúc ở đó thôi, cho đến khi Poirot và người hầu của Depp gọi mãi mà hắn không trả lời. Poirot nhắc ông người hầu đi gọi bác sĩ đến, nếu mà có mục sư thì gọi luôn. Poirot phá cửa xong thì đúng như ông nghĩ, Depp đã bị giết. Bác sĩ giờ mới tới nơi. Sau khi quan sát, bác sĩ nhận định rằng Depp đã bị một ai đó nhắm mắt đâm bừa nên mới có nhiều nhát dao lởm chởm không đều thế kia. Book hoảng hốt kéo Poirot vào phòng kín, cầu xin ông thám tử hãy điều tra vụ án này, dù Poirot có vẻ đang không mặn mà tí nào. Hết cách, Book đành nói khó với Poirot rằng bây giờ là năm 1934, nếu mà cảnh sát đến trước khi sự thật sáng tỏ thì rất có thể là họ sẽ không cần điều tra mà bắt luôn ông bác sĩ chỉ vì màu da của ông. Những lời này gọi dậy tinh thần công lý trong Poirot, thế là ông xắn tay áo lên chuẩn bị phá án. Poirot thông báo với tất cả các hành khách trong tòa ăn rằng Johnny Depp đã bị ai đó hóa kiếp tối qua. Tất nhiên là ai cũng ngơ ngác ngờ nghịch, nhưng mà giữa cái chốn đồng không mông quạnh này, tất cả mọi người đều nằm trong diện tình nghi. Poirot nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và đưa ra lập luận. Con người sẽ chết khi họ bị giết. Nếu có người bị giết, tức là có kẻ gây án. Kẻ gây án chính là hung thủ. Poirot bắt đầu với anh bạn béo ở gần Depp nhất cái hôm trước khi hắn chết. Đây là McQueen nghiện rượu. Anh là thư ký của Depp, lo liệu công việc kinh doanh của hắn từ A đến Z. Anh không ưa Depp lắm vì hắn chả có tài cán gì, nhưng được cái là hắn nhiều tiền và anh thì đang có một món nợ phải trả. Đến chịu thì chịu, mà không chịu cũng phải chịu. Tối hôm đó, McQueen đi uống rượu với bác sĩ da đen rồi về phòng luôn, nên anh không biết gì cả. Anh cũng nói thêm rằng ngoài Amber Heard ra thì Depp có rất nhiều kẻ thù, chủ yếu là những thằng bị hắn lừa mua đồ cổ hàng fake. Sau khi hỏi chán, Poirot và Book kéo nhau lên 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex hàng đầu trên gian Shopee Mall. Bạn đã phát ngấy mấy cái ám hỏng lại còn bí hơi. Giặt lần 1 thì xù lông, giặt lần 2 thì phai màu. Vậy hãy đến với 360 Unisex. Trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất, 360 Unisex đang có chương trình ưu đãi cho áo polo. Từ 335k nay chỉ còn 149k, chất vải dày dặn, thoáng mát và không kích ứng da, phù hợp cho cả đi làm, đi chơi, đi quẩy ba. À ừ thì đi quẩy ba nó cũng không hợp quá, nhưng mà đi phá án thì là đủ. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Poirot và Book kéo nhau vào phòng Depp khám nghiệm tử thi. Vì không có cục sô-cô-la nào nên Amber Heard được loại khỏi diện tình nghi. Nhưng họ lại thấy Depp bị đâm 12 nhát, nhát nông nhát sâu và không theo quy luật. Nạn nhân đã nằm yên để bị đâm, dù hắn đã mang theo cả súng phòng thân. Vậy hẳn là do hắn đã bị đánh thuốc từ trước. Trong căn phòng xe lửa chật hẹp, Book và Poirot còn phát hiện ra một chiếc khăn tay phụ nữ theo chữ H, một chiếc que thông tẩu và một mẩu giấy cháy dở, rất có thể là bằng chứng bị phi tang. Poirot hướng dẫn Book đốt mẩu giấy cho cháy hết để những gì viết trên nó hiện lên rõ hơn. Sau khi đọc được những gì viết trên mẩu giấy, Poirot còn phơn với Book rằng suy đoán của ông đã đúng.
Trong vũ trụ này, tên thật của Johnny Depp là Cassetti, kẻ đã bắt cóc con gái đầu lòng của gia đình đại tá Armstrong là Daisy, rồi giết chết cô bé. Dù đã nhận đủ tiền chuộc, cái chết của Daisy đã làm mẹ cô bé sinh non, rồi chết trên bàn mổ. Còn bố cô bé, đại tá Armstrong, sau khi mất cả vợ lẫn con, thì cũng tự tử không lâu sau đó. Poirot biết được sự thật này vì chính đại tá đã gửi thư cầu cứu cho ông. Nhưng trước khi Poirot kịp làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn. Mẩu giấy cháy dở không liên quan gì đến đồ cổ fake, mà là một bức thư luận tội hắn về cái chết của Daisy Armstrong. Đang tiếp tục sâu chuỗi dữ liệu thì bà Hubbard, một hành khách khác, đã gọi Poirot để nói chuyện. Bà nói rằng đêm qua đã có người đột nhập vào phòng mình, nhưng mà anh nhân viên xe lửa thì lại không tin bà cơ. Bà Hubbard còn cho Book và Poirot xem một chiếc khuy áo của nhân viên xe lửa rơi trên giường của bà tối qua. Hẳn là thủ phạm đã giả trang nhân viên trà trộn lên tàu mà giết người. Poirot cũng hỏi chuyện ông cụ người hầu của Depp, nhưng ngoài thông tin ông cụ bị ung thư sắp chết thì không biết thêm điều gì cả. Poirot còn lấy lời khai từ nhà truyền giáo Estravados, giáo sư kỹ thuật Hartman, anh Marquess Buonotto, cô gia sư địa lý Mary Debenham, công nương Dragon Mirov và người hầu. Nhưng tất cả những lời khai đều không có gì đặc biệt, trừ việc tất cả mọi người đều có thái độ đặc biệt khi nhắc đến gia đình Armstrong. Hầu gái của công nương có nhắc đến việc đêm qua bà thấy một nhân viên đường sắt lạ ở trên tàu. Quái lạ, ngoài anh Mikael ngồi đây cả ngày thì làm gì còn ai khác. Book và Poirot đành phải mổ xẻ hành lý của hành khách để kiểm tra. Họ vẫn không thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến chiếc khuy áo ở phòng bà Hubbard hay người lạ mặc đồng phục xe lửa. Có 3 chiếc vali chưa được mở ra, hai cái thuộc về vợ chồng nữ bá tước Andrenyi bị cấm mở vì lý do ngoại giao, chiếc cuối cùng thuộc về Poirot. Ông nhờ Book mở vali của mình ra thì phát hiện chiếc áo đỏ thêu rồng ông thấy đêm qua đang nằm gọn trong đó. Có vẻ như thủ phạm đang cà khịa Poirot, và đó sẽ là manh mối để ông vạch mặt xem người ấy là ai. Sau một hồi nữa tìm kiếm, Poirot tìm thấy bộ đồng phục xe lửa mất khuy bị giấu trong phòng bà hầu gái. Trong túi của áo đồng phục có một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở đóng mọi cửa trên đoàn tàu. Một chi tiết đáng chú ý nữa là trên chiếc áo đồng phục này nồng mùi rượu. Manh mối mới dẫn ông thám tử quay trở lại với nghi phạm đầu tiên mà ông hỏi sáng nay, McQueen. Họ bắt được McQueen đang cố bỏ trốn. Poirot tra khảo McQueen, nói rằng ông phát hiện ra anh ta đang biển thủ tiền của Johnny Depp, nên có thể là vì sợ bị phát hiện nên anh ra tay. Đáng tiếc là bác sĩ da đen lại ở đó làm chứng rằng lúc Johnny Depp chết, anh vẫn đang ở đó uống rượu với McQueen. Bác sĩ từng là lính bắn tỉa trong chiến tranh, sau đó nhận được học bổng ngành y và trở thành bác sĩ. Ông còn phát hiện ra là bác sĩ và cô gia sư có vẻ đã quen biết nhau từ trước. Poirot quay lại gặp McQueen. Ông nói rằng đã biết là anh theo ngành luật để đáp ứng kỳ vọng của cha, công tố viên McQueen của bang New Jersey, một công tố tài năng nhưng thân bại danh liệt sau vụ Daisy Armstrong. Đơn giản vì họ không tìm ra thủ phạm nên họ bắt ông ta gán tội cho người có chứng cứ ngoại phạm yếu nhất, cô hầu gái của gia đình Armstrong, để mời luật pháp. Cô hầu gái tự tử, và mãi sau này khi bằng chứng mới được tìm ra thì thủ phạm thật sự là Johnny Depp đã cao chạy xa bay. Có thể McQueen giết Johnny Depp là để trả thù cho cha mình ngày xưa. Đang nói chuyện dở với McQueen thì cả bà nghe thấy bà Hubbard kêu thất thanh, bà bị một kẻ lạ mặt đâm dao vào lưng. Chờ đã, nếu mà Queen đang vẫn ở đó với hai người thì kẻ nào đã đâm bà Hubbard? Bây giờ thì không có ai là ngoại lệ cả. Poirot phải đến tra hỏi vợ chồng nữ bá tước. Ngoài việc cô vợ phải sử dụng rất nhiều thuốc an thần và từng có gia sư dạy môn địa lý ra, thì bằng chứng legit nhất mà Poirot tìm được là việc tên thật của nữ bá tước là Helena chứ không phải Elena. Hóa ra là ngay khi hai vợ chồng nghe được thông tin là Poirot tìm thấy khăn tay theo chữ H, họ đã xóa ngay chữ H trong hộ chiếu của nữ bá tước để tránh những nghi ngờ lâu thôi. Bằng vài suy luận cơ bản, Poirot phát hiện ra nữ bá tước chính là dì của Daisy Armstrong. Bá tước nổi nóng vì ông già nhắc lại ký ức buồn của vợ mình, đuổi ông thám tử ra ngoài. Ngay đúng lúc giáo sư Hartman cầm súng chạy đến, ông giáo sư vừa dìu Poirot sang tòa ăn thì bị ông thám tử lật mặt. Hartman không phải giáo sư, cũng chẳng phải người Áo hay người Đức, vì đơn giản ông nhấn trọng âm sai. Giờ thì giáo sư Hartman đành phải nói thật, ông là thám tử tư, cải trang để đi theo bảo vệ Johnny Depp, được công ty trả lương gấp 3 lần cho vụ này. Poirot lại chỉ ra thêm rằng từ khẩu súng của ông, trước khi làm thám tử tư, ông Hartman đã từng là cảnh sát, ông có thể rời đi, nhưng mà hộ chiếu và súng của ông thì không, hãy để lại đây vì lý do an toàn. Có quá nhiều lời nói dối, nhưng không cái nào chỉ ra bất cứ điều gì đáng kể. Bế tắc, Poirot đành về tâm sự với bức ảnh người yêu trên giường. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy mù mờ như thế. Sáng hôm sau, người ta sẽ đưa tàu về lại đường ray, nên tất cả những hành khách phải rời khỏi đoàn tàu đi trú đông chỗ khác. Tranh thủ lúc đó, Poirot mời cô gia sư đến nói chuyện, cho cô gái xem bằng chứng để tìm xem ông có bỏ lỡ mối liên hệ nào không. Ngay khi cô gái đang suy nghĩ, ông tiết lộ rằng mình đã phát hiện ra sự thật rằng khi bi kịch của nhà Armstrong xảy đến, cô cũng đang sống ở đó với tư cách là gia sư. Ngay khi ông chuyển hướng nghi ngờ sang cô, thì Poirot ăn ngay một phát đạn vào vai. Bác sĩ già đen xuất hiện, nói rằng chính mình đã giết Johnny Depp. Đấy, y như Conan luôn, thủ phạm đen từ đầu đến chân. Bác sĩ bây giờ mới khai thật với Poirot rằng đại tá Armstrong từng là chỉ huy của anh, là người bạn mà anh quý nhất. Chính đại tá đã bảo lãnh cho anh đi học trường y để anh có thể trở thành bác sĩ, cho anh một tương lai. Chính anh đã đánh thuốc McQueen, chỉnh giờ đồng hồ để thuận tiện cho việc gây án mà không liên lụy đến bất cứ ai. Bác sĩ lao vào định tấn công Poirot, nhưng may có Book ở đó ứng cứu nên ông thám tử không làm sao. Nhưng có vẻ như ông đã nghĩ ra gì đó sau vụ vật lộn vừa rồi. Poirot cầm súng đến gặp tất cả những hành khách trên tàu và ông đã biết được thủ phạm là ai. Poirot bắt đầu giải thích, trước tiên là về phát súng của bác sĩ da đen. Anh ta là thiện xạ, lại còn có kiến thức y khoa. Nếu mà anh muốn giết Poirot thì ông đã chết từ ban nãy, nên bác sĩ chắc chắn không phải là kẻ giết người. Không ai ở đây đủ thú tính để làm điều đó.
Sự thật thì chỉ có một, nhưng vụ án này thì ông lại có tới hai giả thuyết. Một là trong đó những kẻ đã mua đồ fake của Johnny Depp nhân lúc tàu dừng lại tối hôm kia đã mặc đồng phục của nhân viên, lẻn lên tàu, giết Johnny Depp và bỏ trốn. Thế thì ai đã đánh thuốc mà Queen? Ai đã đâm vào Hubbard? Cái giả thuyết này quá đỗi là phi lý. Giả thuyết 2 thì phức tạp hơn một chút, liên quan đến mối quan hệ của tất cả mọi người với gia đình đại tá Armstrong. Bác sĩ da đen thì chịu ơn đại tá, Mary là gia sư của bé gái, nữ ba tước Helena là em gái của vợ đại tá, dì của Daisy và là bạn thân với Mary. Công nương Dragomirov là mẹ đỡ đầu của bé gái. Chiếc khăn tay thêu chữ H là của bà, vì chữ H tiếng Nga phát âm là N, khớp với chữ cái đầu trong tên của bà, Natalia. Hầu gái của bà cụ là đầu bếp nhà Armstrong. Tất nhiên là chưa hết, cô trông trẻ chăm sóc Daisy ngày xưa chính là cô truyền giáo Estravados. Cô đã say rượu cái hôm mà cô bé bị bắt cóc. Ông cụ người hầu của Johnny Depp cũng từng theo hầu đại tá Armstrong. Còn anh Marques Bonotto chính là tài xế của đại tá ngày xưa. Thế còn Hartman thì sao? Ông là người yêu của cô hầu gái bị kết án oan sai, anh nhân viên xe lửa phục vụ tất cả mọi người, chính là em trai của cô gái xấu số. Cuối cùng, người chưa được nhắc tên, bà Hubbard, không ai khác chính là mẹ vợ của đại tá Armstrong, bà ngoại của Daisy, người phải sống và chịu đựng việc cháu gái, con rể của mình lần lượt ra đi. Cô con gái còn sống của mình thì ám ảnh và sợ sệt. Tất cả mọi người đã lên kế hoạch cùng nhau giết Cassetti để trả thù cho gia đình Daisy, cho những mảnh đời bị tội ác mà hắn gây ra đẩy sang một ngã rẽ khác. Bà Hubbard thú nhận rằng chính bà đã lên kế hoạch và tụ họp mọi người lại để cùng trả thù. 12 nhát dao trên người Johnny Depp, mỗi nhát là của một người khác nhau. Mary là người mặc áo thêu rồng, còn bác sĩ da đen đã đâm bà Hubbard. Tất cả là để tạo bằng chứng giả, làm Poirot dối trí. Ông thám tử đặt khẩu súng lên bàn. Sự thật sáng tỏ, ông biết những gì Johnny Depp làm ở vũ trụ này là không thể tha thứ, nhưng mà ông không biết nói dối. Nên nếu mọi người muốn chuyện này chìm xuống, 12 người sẽ phải giết ông. Bà Hubbard nhận toàn bộ tội về mình, chộp lấy khẩu súng, nhưng định đưa lên đầu mình để tự tử. Cơ mà trong súng thì lại không có đạn. Poirot quay lại bảo rằng không ai trong số 12 người này là kẻ giết người, họ chỉ là những kẻ đã quá khốn khổ, phải tự tìm công lý và sự cân bằng ở vùng xám mà pháp luật chẳng thể nào giúp cho họ. Không ai nói gì với nhau suốt từ lúc đoàn tàu lăn bánh trở lại đến khi về ga. Đến nơi, lần đầu tiên trong đời, Poirot nói dối với cảnh sát để tất cả mọi người tự do rời đi, tìm vùng trời bình yên. Ngay khi Poirot còn đang bận lòng suy nghĩ về những chuyện vừa qua, một anh quân bưu Anh Quốc đã tìm đến ông, báo rằng mới có một vụ án bí ẩn trên sông Nin, cần ông đến điều tra gấp. Trong vụ án đó, ông sẽ được gặp Wonder Woman. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.